ngày 15 tháng 9, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an xã Mường Pồn và Hội Phụ Nữ Công an huyện Điện Biên tổ chức thăm và tặng quà Trung Thu cho các em thiếu niên nhi đồng tại nhóm Hủy Ké, Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Đây là nơi cư trú tạm thời của hơn 20 hộ dân với gần 100 nhân khẩu, trong đó có 30 em nhỏ dưới 14 tuổi vừa bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ quét xảy ra vào tháng 7 năm 2024 vừa qua. Hậu quả của trận lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại xã Mường Pồn trở nên vô cùng khó khăn. Đặc biệt, bốn anh chị em các cháu Sùng A Dụa sinh năm 2011, Sùng Thị Danh sinh năm 2018, Sùng A Dỉ sinh năm 2020 và Sùng A Quân sinh năm 2023 đã mất mẹ trong trận lũ, khiến hoàn cảnh gia đình trở nên đặc biệt khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Điện Biên đã mang đến cho các em những món quà Trung Thu đầy ý nghĩa, gồm bánh kẹo, đồ chơi, đèn lồng, gấu bông và đồ dùng học tập. Ngoài ra, Hội còn trao tặng 5 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 30 bộ quần áo mới cho các em tại nhóm Hủy Ké. Những phần quà này không chỉ mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau cho các em, mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc từ Hội Phụ Nữ đối với các gia đình đang phải đối mặt với khó khăn sau thiên tai. Trong khoảng thời gian này, các cấp hội phụ nữ trong công an tỉnh cũng đến thăm và tặng quà Trung Thu cho các con đỡ đầu tại bản Co Cáng, phường Nam Thanh, phường Nong Bua, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé để tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia đến cộng đồng.